chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một ngày mới thật là bình yên vui vẻ nha các bạn. Nhớ nhấn vào nút đăng ký kế bên để các bạn luôn cập nhật được những video mới, tin tức mới nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình lấn sân vào showbiz một chút ha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ những hình ảnh về Hồ Ngọc Hà và Kim Lý ha các bạn. Hiện tại thì tin mừng cho cô ca sĩ Hồ Ngọc Hà ha các bạn. Trước đây thì các bạn cũng là nghe tên ca sĩ này rất là nổi tiếng rồi các bạn ơi. Trong chuyện tình duyên thì cũng không mấy suôn sẻ với Cường Đô La hay các bạn. Sau khi Cường Đô La đã cưới vợ thì bên cạnh đó là Hồ Ngọc Hà cũng có một người bạn tình mới. Và đồng thời Hồ Ngọc Hà với Kim Lý cũng là đơm hoa kết trái sau tháng ngày yêu nhau ha các bạn. Điều này mang lại hạnh phúc cho cặp đôi này, rất là mừng luôn các bạn. Thì trong đời người các bạn cũng biết rồi, trong cái khoảng thời gian yêu nhau thì ai cũng muốn lấy nhau. Tuy nhiên trong quá trình yêu và tới quá trình cưới thì rất là nhiều khó khăn. Nếu ai may mắn thì suôn sẻ khi mà yêu và lấy nhau. Còn như Hồ Ngọc Hà thì một lần đã là sinh nở cho Cường Đô La một cậu con trai đó các bạn, đó là Su Beo. Tuy nhiên thì trong cái thời gian đó thì họ không đến được với nhau và đã tan rã. Thì đường ai nấy đi, tuy nhiên thì mỗi người đã tìm tới cái hạnh phúc riêng cho mình. Sau đó là Hồ Ngọc Hà có một cái tin rất là vui khi mang thai song sinh đó các bạn. Sau một ngày nhập viện vào ngày 4 tháng 11 thì Hồ Ngọc Hà chính thức hạ sanh song thai một bé trai một bé gái. Cái điều này là trời cho các bạn ơi. Cái điều mà phải nói là khi mà cầu con một đứa trai một đứa gái là quá đẹp luôn các bạn. Mình cũng rất là thích cặp đôi nhóc tỳ của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Hiện sức khỏe của ba mẹ con thì đều ổn định. Thì được biết là tên của hai cái bạn nhỏ này đó, là các bạn biết tên là Lisa là con gái, còn tên Leon là đứa con trai ha các bạn. Quá hạnh phúc luôn các bạn ơi. Thì trong cái quá trình mà vượt cạn thì Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ là vượt cạn thành công ngoài mong đợi. Thì khi nhập viện thì các bạn biết là từ người chồng, người bạn trai của mình và gia đình luôn túc trực động viên chăm sóc. Từ khi nhập viện, tất cả bà bầu và chị em chúng ta thì ai cũng vậy, khi mà nhập viện thì cũng có gia đình, có chồng bên cạnh để giúp đỡ chăm sóc hoặc là động viên thăm hỏi để cho mình vượt cạn ha các bạn. Lúc mà sinh á các bạn đau bụng dữ lắm các bạn ơi, đôi khi là phải nói là thấu cả ông trời luôn đó. Cho nên là thương các bà mẹ khi đi sinh em bé là trong cái thời gian đau bụng là đau kinh khủng lắm. Coi như vượt cạn thành công là rất là mừng. Cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có hình ảnh của bé trên mạng ha các bạn. Tuy nhiên theo dõi dòng cá nhân thì Kim Lý trong cái lúc mà dân cư mạng phải phát hiện một điều là trong lúc vỡ sanh thì Kim Lý ở nhà cũng đăng bài quảng cáo những cái loại nước uống mà do mình sản xuất đó các bạn. Mặc dù là cái đăng bài để quảng cáo nhưng mà đây là một cái việc mà quảng cáo cho sản phẩm của mình hay các bạn. Anh chàng này cũng rất là giỏi ha các bạn, kiêm được việc nhà và đồng thời việc công việc của công ty và đồng thời là chăm vợ. Thì quá giỏi là phải nói là không có người bố người mẹ nào hạnh phúc bằng khi mà nhìn đứa con mình chào đời ha các bạn. Hạnh phúc phải nói vô cùng lớn. Thì được biết là Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã xây đắp tình yêu ngọt ngào trước khi đơm hoa kết trái là 3 năm ha các bạn. Trong giai đoạn nữ ca sĩ bầu bí thì người tình càng ngày càng quan tâm, yêu thương và nhiều hơn. Cái điều này thì không tránh khỏi các bạn ơi, khi chúng ta là người phụ nữ, khi chúng ta mang bầu chúng ta cần sự quan tâm của người bạn trai mình hoặc là người chồng của mình. Cái điều đó là ai cũng mong muốn và mong muốn cái đối phương dành cho mình một cái tình cảm, một cái tình thương yêu hết sức là chân thành. Thì cái điều đó là hạnh phúc không còn gì bằng ha các bạn. Khi các bạn biết yêu nhau và không lấy được nhau và cho đến là Hồ Ngọc Hà có con với là Cường Đô La thì sinh ra một cái cậu con trai, tuy nhiên là hai vợ chồng cũng không có một cái đám cưới. Đó là một cái điều thiệt thòi cho Hồ Ngọc Hà. Và ở chị em phụ nữ chúng ta cũng vậy các bạn, khi mình lấy chồng mình sinh con mà mình không có một cái đám cưới chính thức, cái điều đó thiệt thòi cho người phụ nữ chúng ta vô cùng luôn các bạn. Tuy nhiên thì đó là một cái số phận của mỗi người. Cho nên Hồ Ngọc Hà là khi mà quen một người đàn ông khác và cho tới để sinh con cho một người đàn ông này, chúc mừng cho Hồ Ngọc Hà luôn luôn hạnh phúc viên mãn ha các bạn. Cái điều này mình cũng cảm thấy là mình cũng rất vui cho Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên là những cái việc mà làm trước đây thì cũng mong là tất cả quý vị khán giả là đừng quan tâm tới. Hiện tại thì quan tâm tới việc là Hồ Ngọc Hà sinh con và hạnh phúc bên Kim Lý thôi. Còn những cái chuyện mà trước kia có lẽ là trong phụ nữ chúng ta ai cũng là đau khổ hết các bạn.
Tuy nhiên là chúng ta cũng phải vượt lên số phận và đồng thời có một cái điều tốt đẹp ở phía trước hả các bạn, giống như Hồ Ngọc Hà. Sau khi đó thăng trầm trong cuộc sống và lận đận trong tình yêu, cho tới ngày hôm nay thì cũng tìm được bến đỗ bình yên và hạnh phúc với con và chồng của mình. Đó là một điều mà tất cả phụ nữ chúng ta đều mong muốn ở cái điều đó trong cuộc sống của mình hả các bạn. Rồi xin phép các bạn mình dừng video ở đây. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại clip sau.